Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tiên IQ. Hôm nay mình sẽ quay một ngày làm việc của mình cho mấy bạn xem. Sẵn là vì hôm qua mấy bạn ở thấy nhà mình rồi đó, nước thì nó ngập lên mà mình đâu có nhà đâu, nên ba mình với mẹ mình là làm tạm bợ thế này. Bây giờ ba mình đi mua lưới rồi, nên mình với mẹ mình sẽ ở nhà dọn hết những cái đống củi này, sau đó mình chốc qua một bên, sau đó chút mình về mình giăng lưới với ba mình nha mấy bạn, để cho cái mương cá mình không có bị cá nó thoát ra ngoài nữa. Hết nửa mương rồi mấy bạn ơi, 800 con bây giờ chắc tệ lắm, cũng còn 300 mấy 400 con à. Quá trời quá đất. Hello, chào các bạn, con cháu. Mưa gì mà mưa? Mưa với nước lớn á, nó ngập vườn cô với ngập thìa cá luôn các bạn ơi. Đột sức rồi chứ đâu có làm kịp cô với chú á, là tắng gác với củi gì đỡ. Bây giờ dọn rồi lát cha Như đi mua lưới về đặng giăng lại cho an toàn các bạn ơi. Giờ cô đi bạn. Dọn nha. Qua mưa quá trời luôn. Con rinh củi đi, mẹ kéo nó vừa chắc. Rinh củi chắc nó lại đi rồi mơ. Chắc lên đâu? Chắc vô giữa đó. Mới chiều nắng ha, đem vô. Trời cây bưởi nó trái nhiều quá ha. Ồ có con cây trái chín vàng luôn kìa. Kìa nước lên một cái rau mọc tùm bên kia luôn. Trời ơi nãy mới lụm ốc xuống rồi đó, ốc cũng bò lên líp dừa luôn. Ghê vậy? Dạ. Kìa nó còn nhảy ụt ụt kìa, chắc còn. Sáng cho cá ăn chưa mẹ? Sáng cho ăn. Qua là ngập bình địa luôn, như biển luôn các bạn ơi. Biển hồ lai láng. Qua cô tắm đỡ vậy, hôm nay cô dọn đặng rồi lát giăng lưới lại cho an toàn. Cái hố này sâu quá, hôm qua thằng Phú cắm đầu vô. Đâu nó cắm đầu hố nào đây nè. Hố này nữa nè. Cái qua đây nó cắm đầu nữa nè. Qua đây nó xỉu nữa nè. Nhảy nhảy đi, tăng. Nó chưa coi. Hên hố không có gai góc dưới á. Tay cũng chày xương xương nha. Vậy mà không tóc ha. Không. Mình té là khóc. Vui. Tao thấy cũng hơi miếu miếu nhưng mà sợ má nó la nó không có khóc. Hôm qua cái mấy con cá nó lên nó táp mấy chai bưởi này luôn nè mọi người. Phóng phóng lên luôn. Hỏi mẹ kìa. Cái nó đụng cái cây này nè, nó bay qua dèo luôn. Ghê vậy. Rồi mai mốt mình đi giải tỏ sao mà mình bấn mấy cây hạnh này đi được ta. Có cái cây mập trong cái gốc. Cây mai á. Ngồi vậy trời. Mẹ mai mốt mình có bấn mấy cây này đi được không? Có chỗ đất mới bấn đi được. Có chỗ đất mới bấn đi được. Anh Tư qua. Người mệt mỏng lắm. Người mình mỏng lắm nè. Siêu mỏng. Lần như tấm thớt vậy. Thớt rồi. Nó dính một tí nhớt làm biến thôi mà. Quá trời ơi, đất giờ bụng rủng tay chân mới sáng sớm. Sáng mày ăn rồi mà mày lá gì mày. Nay mới là ngày lao động thiệt sự của một tiên nha mọi người. Chứ bình thường nó làm biến dữ lắm. Quá trời. Trời nó còn mấy ơi, nó ụp ụp đùng đùng kìa. Hôm qua tự nhiên nước không em ru vậy. Cái bà lo quá trời luôn hả? Cái chiều mẹ cho ăn sao cho ăn. Qua em ru à? Qua nó không biết vụ gì á. Nó bị ro nước, nó bị ro nước. Hôm qua trời mưa rụng quá trời bưởi bự luôn kìa mọi người. Kìa kìa, chắc cả chục trái bưởi quá. Uổng ghê không, mấy cây bưởi này. Ơi mẹ ơi, có cái trái này vàng quá chút. Hái vô ép uống luôn đi, chắc bị ong chịch rồi đó. Kìa, trên kia kìa. Thấy bưởi nhà mình không mọi người? Đạn dưỡng bán Tết nha. Đó, bán Tết. Quá mệt bạn ơi. Qua tắng vô giờ dở ra. Tặng giăng lưới lại cho an toàn. Thank you.
Ba đóng để búa đâu con đóng cho. Mấy bạn ơi, giờ mình sẽ đi đóng mấy cái gốc tre này nè, đóng lại cho nó chắc như vậy nè, nó cứng ngắc vậy nè. Đặng một chút á là mình sẽ giăng lưới vòng vòng quanh cái mương ngay đây nè mấy bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ giăng lưới xong thì nước ngập mình cũng không có sợ nữa nha mấy bạn. Chứ hôm qua là mình mất quá là nhiều cá luôn rồi đó nè, nó ra mương này sau đó là nó trôi ra sông hết luôn. Nó đi ra sông cả. Nên bây giờ là mình sẽ đóng lại mấy cái chọc, sau đó mình giăng lưới cho phủ luôn nha. Nhà bên hàng xóm người ta cũng làm nữa đó mấy bạn. Phải làm lẹ chứ thôi, chiều mưa trời chuyển đen nữa kìa. Mưa cái nữa là nó ngập thiên thịa luôn, như hôm qua chị ba mình có quay cho mấy bạn xem á. Cây không? Con còn một đống nè. Làm rất là mệt luôn nha mấy bạn. Bây giờ đi đóng tiếp nè. Mấy bạn đợi một chút nữa mình đóng xong mình sẽ giải lưới, mình quay cho mấy bạn xem tiếp nha. Quá trời mệt, đổ hôi luôn. Bây giờ mình chỉ cần đợi mẹ mình ấy lưới xong á là mình sẽ bắt đầu mình gắn lưới vào mấy cái cây đó, mình rút dây lại nha mấy bạn. Mà xỉu luôn. Dây dây cậu. Cậu gần xong rồi hả? Xong rồi mấy bạn. Để mình lên mình nhiều chuyện trên cậu mình. Còn mẹ mình thì còn đang ấy lưới đó mấy bạn. Đứt tay. Lên nhiều chuyện lên nhà hàng xóm mấy bạn. Cậu cần tre nữa không? Rồi xong rồi mấy bạn ơi, mới chịu à. Đây đây. Ghê vậy? Xong chưa bạn? Trời ơi, đó. Hello. Hello. Con đóng cây xong hết rồi đó, giờ cậu còn đang quần lưới. Con vô lưới là xong rồi đó. Tại của con ba người làm lận. Vô. À, mà vô lưới xong ta đem ra nửa tiếng hồ xong rồi. Ok. Làm sẵn rồi. Số ra rồi nó đo mấy thước rồi. Đóng xuống được. Đẹp dữ vậy trời. Ghê ghê. Trường nheo. Đem chảnh hả? Cái này nó ngồi gì nữa? Ngồi không. Đâu chó mát. Ngồi đãi trên xe rùa nè. Sắp xong rồi mọi người ơi. Đây. Cột gì là xác luôn rồi hả cha? Đâu có chui ra được phải không? Nghe biết nó buồn nó chui được.
Còn chỗ nào hỏng quá thì mình đóng xuống. Xong rồi nè, bây giờ mình sẽ cho mấy bạn xem. Mẹ mình đang mai thêm 15 thước nữa tại nó đang bị thiếu á. Còn đây bây giờ là thành quả xong rồi nè. Quá là đẹp luôn thấy không? Đó. Quá đẹp. Bây giờ mình sẽ lên mình cà khịa cậu mình nha mấy bạn. Để xem cậu mình làm xong chưa. Lên 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 nói ổng. Ôi ôi ôi, mà nghe nói cậu mình làm đẹp lắm. Nhưng mà mình không biết đẹp hay không, mình lên mình thử mới biết được mấy bạn ơi. Cậu con làm xong rồi. Con làm xong rồi, con gom hết nhân lực, con làm hết rồi, khoát một xong rồi. Xong rồi. 15 mét à. Xong rồi, xong rồi. Ui, ui. Quay quay. Mà cậu mình làm thẳng đẹp lắm bạn, tại ở chỗ cậu mình á là cái lưới là không có cây nhiều á, mà bây giờ vướng có cái gốc mà ổng đang mò mò trong rồi. Mưa rồi. Cậu làm như bác quái. Ôi sao biết làm xấu, con làm đẹp lắm á. Trời mưa cũng tới rồi, thôi về mình xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn thấy video này hay và thú vị, các bạn hãy like cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Và nếu mà cân nhắc mấy bạn nào mà nuôi cá, hãy dựng lưới và ngăn chặn những con cá ra khi mà nước đầy nha mấy bạn. Và nếu mấy bạn phải làm như mình đó chứ đừng có kiểu mà sảy trâu rồi mới làm chuồng nha mấy bạn là chết. Đó, ok, bye bye mấy bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, nhớ like và đăng ký kênh theo dõi video mới nhất của mình nha mấy bạn. Bye bye.